Xin chào mọi người đến với Nhạc Cụ Thanh Huy. Hôm nay mình xin giới thiệu với cả nhà là một cây Yamaha IDP131, một dòng piano đời mới của Yamaha ha. Âm thanh rất là hay. Dòng này á thì nó rất là rẻ thôi nha cả nhà. Đẹp như đập hộp, hàng nhập từ bên Nhật Bản nha. Mình sẽ bán giá rất là tốt khi bạn nào inbox riêng cho mình nhé. Và bảo hành 1 năm, vận chuyển toàn quốc luôn ha. Âm thanh rất là hay, phím rất là tốt.